Thưa quý vị, hình ảnh quý vị đang xem là miếu Bà Cồ, có từ thời các vua Trần, hay người dân ở đây còn gọi là đền Trền, nằm ở đầu làng Cổ Trai, thuộc xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, cách trung tâm thành phố Thái Bình khoảng 18 km, cách trung tâm Hà Nội khoảng 78 km và cách khu di tích lịch sử văn hóa đình chùa Cổ Trai khoảng 300 m. Đã hàng trăm năm nay được dân Long Hưng kẻ dài cũng như dân trong vùng bái vọng khói nhang nghi ngút. Vậy miếu Bà Cô, bà là ai? Mời quý vị cùng đón xem trong video này nhé. Trước khi quý vị xem tiếp, quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Cảm ơn quý vị. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Miếu Bà Cô thời Trần ở Long Hưng, Kẻ Dài, tức Cổ Trai ngày nay. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, nhà Trần đã nhiều lần rời cung để đánh giặc. Công chúa Kim Huệ, theo các cụ cổ trai, là con gái vua Trần Hiến Tông, sinh năm 1329, mất năm 1341, mới 6 tới 7 tuổi, cũng phải rời cung sơ tán. Long thuyền xuôi dòng sông Bộ, tức sông Tiểu Hoàng, đoạn chảy qua Long Hưng, Kẻ Dài, tức sông Dài Cổ Trai ngày nay, thì công chúa bị ngộ cảm mất, làm đoàn thuyền phải dừng lại và quyết định an táng công chúa tại đây, tại Gò Viên Ngọc Vườn Dừa, thuộc Cổ Trai ngày nay. Bởi vậy trong thần phả Cổ Trai có ghi, công chúa Kim Huệ, húy ngọc ngày ấy, vì sợ mộ thất lạc, người Cổ Trai có tâm đức đã đẽo pho tượng nhỏ mộc mạc, bí mật vùi xuống nấm mộ đánh dấu. Vỡ đề, mộ bị dòng nước xoáy, tượng bật lên trôi giạt. Làng có cụ thò, nhà nghèo, đi đánh xúc kiếm ăn ở khu vực vườn dơ, thấy khúc gỗ nhỏ giạt vào rộng. Cụ lừa ra, gỗ lại trôi vào và cứ thế xô đi, đẩy lại cụ thò sinh nghi. Nhấc gỗ lên rửa sạch thì thấy hình thù pho tượng, cụ mang về gò cây gạo, tức khu đất miếu Bà Cô Cổ Trai ngày nay. Cụ thò mang tượng đặt bên gốc gạo và khấn, con không biết thần là ai, song nếu thiêng xin phù hộ độ trì, mỗi ngày cho con xin giỏ cá, và đúng như mong ước, cầu được ước thấy. Ngày nào vác rậm đi, cụ thò cũng mang về đầy giỏ cá. Người Cổ Trai thế vậy cũng làm theo cụ thò mang lễ vật ra cầu, thì quả thật hiệu nghiệm, cầu gì được nấy. Thấy thần thiêng, làng lập đền thờ đó là miếu Bà Cô ngày nay, mà dân làng quen gọi là đền Trên. Vì chết trẻ nên bức đại tự cổ trong đền này vẫn còn nguyên vẹn bốn chữ bằng từ tuyết giá, có nghĩa là công chúa đẹp như tuyết, song đã lạnh giá như băng. Miếu Bà Cô ở đầu làng Cổ Trai đã hàng trăm năm nay được dân Long Hưng Kẻ Dài, tức Cổ Trai, cũng như dân trong vùng bái vọng khói nhang nghi ngút quanh năm. Khi tới đây, Duy thấy khá bất ngờ, dù miếu nhỏ nhưng bát hương được ký gửi ở đây rất nhiều. Duy có hỏi qua bác tổ nhang, bác nói rằng đây là những bát hương mà người dân mang tới miếu ký gửi. Bát hương này còn được gọi là tôn nhang bản mệnh, đã gắn bó với đời sống tâm linh của mỗi gia đình Việt cách đây từ rất lâu rồi. Trong thời điểm Duy đến, miếu Bà Cô đang được xây dựng trùng tu mới. Thank you.
Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Quý vị muốn liên hệ với Duy hoặc là góp ý cùng Duy thì hãy bình luận ở phía dưới video nhé. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc.